gọi gọi hụt ơi, không được không được, mấy đứa cầm đi bắt đuổi theo, cầm 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 bắt đuổi theo nè lên, ổn quá, không được không được, trời trời, ui hết bự quá, chạy đâu khỏi, chạy đâu khỏi. Cô chú anh chị mình thấy không ạ? Con ếch này hồi nãy nó bị hụt nè, nó còn mang cái lưỡi nữa nè, còn mang cái lưỡi câu ở trên mép nó, chạy quá trời bự luôn á. Coi cái lưng nữa nè, lưng nó đen thui à. Dạ kính chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì mình đi cắm câu ếch, nhưng mà là mình cắm câu ếch trên cánh đồng ruộng rộng lớn như thế này nè. Cánh đồng này là nó đang chỗ đồng đồng rồi. Mấy đứa cầm cái này giùm bác đi con. Giờ tối rồi nên mình móc sẵn mấy cần đặng tiết kiệm thời gian. Xích lại đây nè, xích lại đây đưa cái chai thuốc lại cho bác. Hôm nay thì mình cắm câu ếch bằng mồi thuốc bắc. Mua thuốc bắc về mình nấu. Nấu ra cái màu đẹp cái ghê luôn vậy đó. Để đây nè, một miếng cho nó hấp dẫn, thơm. Tối ếch nó nghe mùi nó lợi. Mấy đứa đi theo bác nè. Cánh đồng này lúa chỗ rồi nên nó là nó xem xét à, mang dép đi luôn. Ô ở đây có một cái vũng nước, giục cái dép chở cho bác hai đi. Mình đổ vô miếng nước thuốc bắc cho nó thơm hấp dẫn, ếch tối nó lại nghe mùi nó ăn. Ủa cái gì vậy ta, cái gì mà nhỏ nhỏ đỏ đỏ lội lội gì giống bầy cá một gồng cái gì. Ôi ốc hấp bầy cá một gồng, mò thử rồi có khác không. Tự nhiên cái vũng nước này có bầy cá một gồng ta. Lúa chỗ nước sắt xuống rồi. Không dính cá, không dính cá lóc mà dính con cua. Cho mấy đứa coi nè. Có hai bộ hay không? Thôi thả đi, con cua nhỏ quá. Ốc pháp, cua. Có bầy gồng nữa nhưng mà không thấy con cá lóc bự. Chắc là nó phóng đi rồi. Ở bên đây cũng có vũng nước nè, chắc nó phóng qua đây rồi. Thôi bỏ đi. Mình đi cắm tiếp để một hồi tối thui không có thấy đường. Đi con ơi, kiếm chỗ nào im im mình cắm cái số cần câu còn lại này. Gì con kiếm lửa hả? Chạy xiết quá. Kiếm chỗ cắm cần còn lại này coi. Bên đây đi, đi im nè. Nước sắt xuống rồi. Xình quá. Xình xẹp xẹp gì nè. Mấy em u trời ơi. Vô lúng xình luôn rồi. Làm láng láng gì nè. Cắm xuống đổ thuốc nữa là ếch nó nghe cái mùi mê lắm. Ý hơi lố tay rồi. Nhưng mà không sao,
Rồi xong. Sau một hồi cắm thì mình đã xong. Từ mé gốc bên đây bọc qua bên đây tới cái bờ bên này xong mấy chục cân rồi đó. Và bỏ đây đi, phi phi là mình ra mình thăm. Với cái mọi thuốc bắc này á thì ít nó sẽ nghe mùi nó lợi nó ăn. Rất mê. Thôi vô mấy con ơi. Dạ cô chú anh chị và các bạn, bây giờ thì cũng đã 9-10 giờ đêm rồi kìa. Trăng lên rồi. Cánh đồng mình tối quá. Em có chuẩn bị một cây đèn, bây giờ mình đi thăm ếch đây. Tối quá bây giờ phải đi chậm chậm mò coi cái đoạn đường nào hồi chiều mình cắm. Mấy đứa cầm cái này giùm bác. Ui đây một cừng nè. Chín rồi. Trời ơi, em ta trốn trong bụi lúa nè. Nhảy hả? Ông nhảy lon ton luôn nè. Thôi bây giờ nhổ luôn đi con ơi, khỏi bỏ vô trong vỏ lâu quá. Đi, đi vòng qua anh đây. Mấy đứa thấy đường đi không? Nó dính sình quá. Ủa nó dậy quá. Nó dậy nó văng vô tay mình sình không luôn á. Ồ hôm nay trăng đẹp quá. Trăng tròn quá. Mấy đứa thấy trăng đẹp không? Hình như đâu đây nữa nè. Dũng nước này hồi chiều nào bác mò cá nè. Mà con cá lóc nó thoát đi bỏ đợi bầy con. Ui đây nè con cá ếch. Nó quậy. Ui trời kiến cắn. Ui cái đường dũng nước này kiến quá. Nhổ lẹ đi mấy con ơi. Kiến quá mấy đứa ơi. Qua lẹ phóng. Phóng đi cho nhanh. Ổ nữa kìa. Ừ ổ này nữa nè. Kiến quá trời. Bước lẹ qua để kiến cắn. Được hai em. Xình quá trời xình nè. Con nào con nấy xình bám đen thui. Giờ tối quá nhổ nguyên cần luôn đi. Còn sót thì sáng thăm nữa. Tối là bồ tọt kêu nhiều quá mấy đứa hay nghe không? Mình cắm bằng mồi thuốc bắc cho nên là thu hút ếch dữ lắm. Rồi sảy rồi. Mất tiêu cái lưỡi luôn. Này không biết ếch hay là con gì đây. Bự lôi mất tiêu cái lưỡi luôn này. Bùng quá mấy đứa lội từ từ ra con cái chừng té nha. Đi kịp bác không vậy? Kịp bác con. Ủa cái ếch này dãy dữ ta. Đây vuột nữa rồi. Ủa nó quậy một lỗ này quá trời luôn nè. Ui chắc gắn cái gì á con nè. Nó quậy láng lình luôn. Uổng quá. Uổng gì đâu, mất tiêu miếng mồi quậy quá trời lủng một lỗ lúa luôn. Cầm sát như vậy nè nó mới không dãy nổi nè, nãy dãy quá trời dãy văng sình ướt mình mấy mình luôn rồi nè. Ui. Đen thui. Trời ơi. Giật mình hả? À? Dãy. Được ba con. Quá trời bự rồi, thấy mê quá. Đợt này cắm trên ruộng nên ếch bự quá. Với giả lại mình cắm bằng mồi thuốc bắc á, nó dính nhiều. Ếch lại bự bự không à. Xình nó bám không ếch nào không ếch nấy đen thui. Ui đây nữa nè. Trời ơi xíu nữa sót rồi, nhờ nó nhảy rộn tỏn nè. Trời ơi ổng quần coi nè. Ổng quần cái chỗ này coi nè. Con này bự quá.
Cắm bằng mồi thuốc bắc thấy mê quá à. Nó dính ớt bự bự không nhiều hơn là thuốc nam nữa. Ôi trời, thấy con mắt đỏ tươi luôn không, mấy đứa thấy hàm không? Trời ơi, nhảy rồi nè, nhảy sôi sối luôn á. Ủa hình như là chiều mình đi đường kia phải không con? Lộn đường rồi, tới đây là hết rồi phải không? Đằng nào con? Đằng này hả? Uống này nè, uống này nè. Đi 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 đi. Bác đi trước cho. Bác cắm, bác nhớ cái chỗ nào á, bác tìm cây cần câu. Thấy mê quá à. Cắm trên đồng lúa ớt bự bự không à. Úi đây nữa nè. Rồi. Lại hụt. Hết mồi luôn. Quá trời nó quần nữa nè. Trời ơi. Con gì bự vậy ta? Ớt chúa. Cái lợ, cái lợ, cái lợ. Y cái lợ gắt. Mà để bác dở thử còn không? Có coi có cá không? Ui bùn quá, cái lờ gách lâu năm mà. Trời ơi, mấy ngớt nhảy nhảy. Đây. Gọi ngay cho con mắt nó đỏ tươi luôn nè. Ây da. Nhảy. Dướng này. Dướng luôn rồi. Con này hồi từ sớm nè, ăn từ sớm nè. Nó dướng vào. Bắt đồng đã thiệt. Mập ú à. Ây da. Chùm trúng cây nghe mấy đứa. Đi chậm thôi con, khúc đó đi chậm thôi. Sáng mình thăm nữa mà. Sao gì? Trời ơi nhảy. Ủa? Rồi. Hụt nữa rồi. Uổng không? Cá hay là có khi con cá không chừng ở chỗ này, tại vì có nước xếp xếp chừng cá lóc. Hay là con gắn gì đó. Tại mình có thuốc mà. Thơm lắm. Đứa lộ cái gì té nha con. Hồi chiều bác nhớ là cặp bờ sông này bác có cắm mấy cừng nè. Đứa nhớ không? Ô đây kìa, đây 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 đây. Ổng nằm ngốc đây. Ôi trời, nó giật mình á. Nó giật mình. Quá trời bự. Cái lưng nó đen thui à. Ở dưới nó vàng hực cả, thấy mê thiệt. Trời ơi. Được cuộc chùm này mừng quá. Cắm trên ruộng lúa nó bự, nó mập hơn là ếch mình cắm ở bờ. Gì con? Cá hả? Cá thách. Nước ròng sắt xuống rồi cá thách. Mai mốt mình đi cắm câu cá lóc theo cái mương này được rồi ha mấy đứa ha. Rồi. Đây một cừng hụt nữa rồi. Uổng quá. Thấy mê thiệt chứ. Ít bự không à. Ui da. Đây 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 đây. Đây một con nữa mấy đứa ơi. Ây gọi gọi hụt ơi. Không được không được. Mấy đứa cầm đi bắt đuổi theo. Cầm 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 bắt đuổi theo nè. Uổng quá. Không được không được.
Trời trời. Úi. Hết bự quá. Chạy đâu khỏi. Chạy đâu khỏi. Úi. Cô chú anh chị mình thấy không ạ? À? Con ếch này hồi nãy nó bị hụt nè, nó còn mang cái lưỡi nữa nè, còn mang cái lưỡi câu ở trên mép nó, chạy quá trời bự luôn á. Còn cái lưng nữa nè, cái lưng nó đen thui à, nó thấy ánh đèn của mình nó giật mình, nó chạy đuổi theo liền, đâu thể nào mà cho nó cơ hội nó chạy thoát khỏi mình được. Đục mất tiêu cái lưỡi luôn. Đưa bác cầm cho con cái cừng hồi nãy vuột lưỡi thì ra là em tha luôn cái lưỡi đi. Còn nữa không ta? Ổng tha luôn cái lưỡi, ổng đi nhảy theo, thấy phóng theo liền, sao mà khỏi được. Bỏ vô đây con cầm nha con. Ui. Ui. Túm lại, túm lại, túm lại, cầm ngang đây nè. Quá trời nó nhảy rồi con ơi, lẹ vô. Ủa đây nữa nè. Trời ơi. Con mắt nó đỏ đỏ tươi nè, gọi ngay cái con mắt nó đỏ rồi nè. Thấy hàm chưa? Trời ơi. Vàng thực chưa? Thấy hàm không? Nhảy hả? Nhảy dữ ha. Quá trời thấy hàm luôn. Chọn cắm trên cánh đồng lúa là trúng sách. Nhìn phụ bác coi còn sót cừng nào nghe mấy đứa. Để sáng nó dính rồi nó sảy uổng. Đây nữa nè. Rồi nằm im. Nằm im gì là không có dính rồi. Cái cừng câu này không con nào ngó ngàng tới luôn. Chắc hồi sớm rồi đổ thuốc nó sót hay sao. Rồi thôi vô con ơi. Bữa nay thu hoạch nhiều, cắm trên cánh đồng lúa ít, toàn là bự bự không à. Thấy mê không? Mấy đứa vô nha. Mừng quá. Cái con nó sảy á, mình thấy nó nằm gọi đèn, ổng giật mình ổng nhảy phóng theo liền, chụp được cái con đó mừng quá. Mà mệt, mệt nhưng mà vui, tại vì mình thu hoạch được một đống ếch. Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì em thu hoạch được bao nhiêu đây? Cái số ếch này thấy ham chưa? Ếch cắm trên cánh đồng ruộng lúa. Con nào nó mập mà nó mạnh, nó nhảy sôi sối luôn chứ. Riêng có một con này á, là nó bị vuột. Ổng bị vuột, ổng tha luôn cái lưỡi nè. Nhảy, nhảy bắt đầu mình vừa chợt nhìn thấy, phóng theo liền. Chụp được. Rồi mấy đứa cầm này giùm bắt hai đi. Dạ, đến đây thì video của em xin kết thúc. Dạ cảm ơn cô chú anh chị bấy lâu nay đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành cùng em. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi đi vô con ơi. Bữa nay thu hoạch nhiều quá, thấy hàm quá à. Ôi ôi con nhảy.